Lê Thanh Tú, người đẹp tài năng của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chia sẻ quan điểm về đại gia và chân DAI đẹp Lê Thanh Tú tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội. Cô sở hữu số đo ba vòng hoàn hảo: 82-60-91. Cô gái sinh năm 1996 từng chinh chiến qua nhiều cuộc thi sắc đẹp, trong đó cô giành giải Hoa hậu thân thiện của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức, giải ba mít áo dài nữ sinh Việt Nam 2015. Hoa khôi Miss Hà Nội Photo Model 2015 bên cạnh đó, cô lót vào top 15 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 và giải người đẹp áo dài. Ngoài ra cô còn có giải người đẹp tài năng cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 ngoài làm người mẫu. Lê Thanh Tú còn là giáo viên dạy nhảy từ năm 19 tuổi. Sau khi tham gia chinh chiến các cuộc thi người mẫu, Lê Thanh Tú đã dành nhiều thời gian cho dự án mới hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm mới. Chào đón một thập niên mới, chia sẻ việc tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng chưa đoạt được vị trí cao nhất. Lê Thanh Tú bộc bạch, nếu so với các người đẹp khác, có lẽ số lần tôi tham gia các cuộc thi nhan sắc chưa phải quá nhiều. Tuy nhiên, sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 thì sẽ là cuộc thi tôi tham gia với tư cách là một thí sinh. Việc tham gia các cuộc thi nhan sắc nhiều mà không đoạt giải nói không buồn là nói dối. Nhưng... Tôi đã cố gắng hết mình và kết quả đôi khi còn phụ thuộc vào may mắn của mình. Nhiều người cho rằng, đến với cuộc thi đều phải có đại gia chống lưng, phải có chỗ dựa về kinh tế nhưng đại gia tài trợ cho tôi không ai hết chính là gia đình, là mẹ của tôi. Hơn nữa, tôi đã đi dạy nhảy từ năm 19 tuổi và luôn dành tiền để đầu tư cho mình. Top 10 hoa hậu Việt Nam bộc bạch với PV người đưa tin. Ngoài ra, cô cũng nói thêm về quan điểm chân dài và đại gia với PV tôi không nghĩ việc chân dài yêu đại gia là xấu khi bạn có nhan sắc thì sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những doanh nhân thành đạt tuy nhiên mối quan hệ đó xấu hay tốt đều là do cách bạn hành xử khi tham gia vào các cuộc thi người đẹp người đẹp lê thanh tú có nhiều trải nghiệm cô nói nhiều người cho rằng hậu trường các cuộc thi nhan sắc rất khốc liệt chơi xấu lẫn nhau nhưng tôi may mắn chưa gặp và cũng chưa từng chứng kiến bao giờ các cuộc thi tôi tham gia đều rất văn minh thậm chí cuộc thi kết thúc chúng tôi vẫn giao lưu và có thêm nhiều bạn việc ganh đua là có bởi cô gái nào đến với cuộc thi đều mong muốn mình ở vị trí cao đã là cuộc thi thì phải có sự nỗ lực cố gắng tuy nhiên mọi thứ đều rất công bằng và minh bạch trở về sau cuộc thi người đẹp lê thanh tú sẽ có định hướng về hình ảnh và dự án cô sẽ ra mắt hứa hẹn sẽ là sự lột xác thoát mắc người đẹp chỉ biết đi sự kiện một số hình ảnh đẹp của người đẹp lê thanh tú